thì hôm nay em chia sẻ cách làm dừa dầm, chè dừa dầm. Thì mình sẽ sử dụng là cơm dừa. Cơm dừa này là cơm dừa bánh tẻ nha mọi người. Cơm dừa bánh tẻ dừa mềm á, mình sử dụng là 500 cơm dừa và 150g đường. Thì mình sẽ cho đường vào cái cơm dừa này nè. Mình sẽ trộn đều. Mình sẽ trộn đều và mình sẽ cho một xíu nước vào để cho cái đường mình nó tan, nó dễ tan á. Thì mình sẽ trộn cơm dừa với đường cho tan, thiệt là tan. Rồi mình sẽ bắt lên bếp và mình sẽ nấu. Mình sên, mình nấu khoảng 15 phút cho cái cơm dừa của mình nó chín. Mình sên như thế này thì mình để cho cái dừa mình để được lâu, không bị hư nha. Thì tiếp theo là mình sẽ nấu cái thạch dừa trắng trong cái chè dừa dầm. Thì để nấu cái thạch dừa trắng thì em sẽ sử dụng là 1 lít 2 nước, 10g bột rau câu và 100g đường cát. Mình sẽ hòa cái 10g bột rau câu với đường cát lại. Tại rau câu dẻo thì mình phải hòa với đường. Mình sẽ hòa cái đường với lại rau câu như vậy thì mình nấu. Thì nước sau khi mà mình nấu sôi thiệt là sôi nha, sôi thiệt là sôi thì mình mới cho cái hỗn hợp rau câu với đường vào. Thì sau khi mà mình cho vào á thì mình sẽ quậy, mình dùng cái với lòng mình quậy cho tan đường và tan rau câu. Mình quậy khoảng 5 phút rồi mình sẽ để cho cái hỗn hợp này sôi lên và mình không quậy nữa nha. Tại mình quậy nhiều á, cái rau câu của mình nó sẽ bị ra nước á mọi người. Đó thì mình sẽ quậy tan rồi thì mình sẽ để đây trong vòng cho nó sôi và mình hạ lửa nhỏ lại 5 phút nha. Đó. Thì sau khi mà cái hỗn hợp này nó đã sôi rồi thì mình sẽ pha cái cốt sữa nha mọi người. Thì cái cốt sữa ở đây mình sử dụng là 100ml nước cốt dừa thái và 100ml kem tươi. Thì kem tươi ở đây em sử dụng là kem tươi của Tân Nhất Hương. Nếu mọi người mua không có thì có thể dùng kem của Rít Lùng nha. Đó thì mình sẽ hòa cái hỗn hợp sữa này lại cái rau câu thì mình sẽ tắt bếp luôn. Mình sẽ tắt bếp, mình hòa đều, mình tắt bếp và mình để mình cho vào khuôn hoặc là cái khay gì đó mình để nguội. Thì sau khi nguội á, thì mình sẽ cắt lát mỏng ra để mình trang trí lên cái tô chè dừa dầm của mình nha mọi người. Đó. Và còn đây là cái dừa bào. Dừa bào này thì mình cũng cho một xíu đường, mình cho vào tùy theo cái lượng đường mình và cái lượng dừa mình nhắm mình cho. Thì mình cũng sên trên bếp luôn. Tại vì nhiều khi mình bán từ sáng tới chiều, mình để lâu mình sợ dừa nó bị hư, cho nên là mình phải sên cho nó chín qua một chút xíu rồi mình mới bán. Thì cái dừa của mình nó đảm bảo ngon và không có bị hư, bị chua nha mọi người. Đó. Nước cốt dừa thì em sẽ sử dụng 1kg cơm dừa già và 1 lít nước. Mình sẽ xay, mình xay cái hỗn hợp này cho bằng nước sôi để nguội nha. Sau khi xay mình sẽ lọc ra thành là 1 lít 2 nước cốt dừa. Thì để pha cái hỗn hợp đầu, hỗn hợp thứ nhất thì em sẽ sử dụng là 1 lít 2 cốc nước cốt dừa em vừa pha. Em sẽ sử dụng là 200ml nước cốt dừa thái, 50ml sữa đặc và em sẽ sử dụng là 100ml kem tươi. Mình sử dụng kem của Rít Lùng hoặc là Tân Nhất Hương đều được. Và mình sẽ cho 200g đường, một xíu muối. Và mình sẽ hòa cái hỗn hợp này lại cho nó tan đường. Và mình cho một ít lá dứa. Thì em sẽ cho cái hỗn hợp này lên và mình sẽ nấu. Mình nấu mình không để sôi nha, mình nấu 80 độ là được. Sau đó thì mình sẽ hòa 15g bột phiên, 10g bột béo tài ký. Mình sẽ hòa với xíu nước cho nó tan và mình sẽ cho vô hỗn hợp nước cốt dừa này. Mình sẽ quậy đều lên nha mọi người. Đó, rồi mình quậy. Sau khi mình cho bột phiên với lại bột béo vào mình quậy thì cho mình sẽ tạo được cái hỗn hợp sánh mịn là cái nước cốt dừa. Đây là cái hỗn hợp mà mình vừa nấu xong á, mình sẽ để đây cho nó nguội bớt nha mọi người. Thì tiếp theo cái hỗn hợp thứ hai thì em sẽ sử dụng là 1 lít nước đun sôi để nguội. Ha, 1 lít nước đun sôi để nguội và em sẽ pha với lại 400g nước cốt dừa thái cộng cho 100g kem tươi. Mình sử dụng là kem của Tân Nhất Hương hoặc là Rít Lùng nha. 100ml sữa đặc, 200g đường cát và 200ml sữa tươi. Đó thì cũng tất cả cái nguyên liệu này thì mình sẽ hòa lại với nhau cho đều và cho tan hết. Mình phải hòa cho tan nha.
tan đường và cái hỗn hợp sữa này nó hòa lại. Và nhớ là cái hỗn hợp nước, 1 lít nước thì sẽ là nước ấm nha, 80 độ nha. Thì để mình hòa những cái hỗn hợp này lại cho nó chín á. Đó. Thì mình sẽ hòa tan đều tất cả các nguyên liệu này lại với nhau hết. Hòa cho tan luôn. Và sau đó thì mình mới cho vô cái hỗn hợp mà một mình đã nấu lúc nãy. Đó, thì hai cái hỗn hợp 1 và hỗn hợp 2 này thì mình sẽ hòa lại với nhau. Mình hòa tan đều hai hỗn hợp đồng nhất lại với nhau. Thì đây là cái nước cốt dừa này mình sẽ dùng cho chè dừa dầm và các loại chè hiện đại như là chè ngọc thạch nè, rồi chè thạch, rồi chè pudding, đồ tất cả các loại chè mình sẽ sử dụng cái công thức nước cốt dừa này nha mọi người. Bây giờ thì cái nước cốt dừa cũng đã xong và nguyên liệu cũng đã xong, thì em sẽ mix ra một cái tô chè dừa dầm để mọi người cùng xem tham khảo nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho nước cốt dừa nè, rồi mình sẽ cho cơm dừa mà em đã sên lúc nãy đó, rồi dừa bào sên nè, rồi cái trân châu dừa nè. Trân châu dừa thì em cũng đã có một cái clip trong YouTube của mình, mọi người vào xem nha. Rồi bán một bán mình lụa chín rồi mình cũng cho vô luôn nè. Đó, thì đây là cái thành phẩm mà chè dừa dầm của em, và đây là công thức kinh doanh nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh Ngọc Khánh Vlog nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.